Hai trái nha vào xỉa lớp mình tờ lũy chỉ 8 rút có trẻ bạn trong giáo bán là ở đây một tay trẻ trâu ạ à. Hôm trước là có một tay ven từ lũ con này, hôm nay tay này đặt tên là ven từ lũ cha trái ở góc ở đâu không gì dáng hiện mình các bạn nhá, cậu cũng đặt bậy đặt bạ rồi đua bot nó biết cậu cũng đặt thế, nhưng mà nói thật các bạn là không liên quan gì đến mình nhá, mình chơi chỉ một à thôi, còn đây là à. Không liên quan đến mình, à này xem vừa 62 cơ vip lên tới tận vip 11, đội hình theo mình đánh giá là đồng giá với ạc à. Tập trước đó là tập 600 881 ở đây hình như 882. Bây giờ chung là hàng này đồng giá so với hàng trước các bạn nhá. Lượng kim cương thấp hơn nhưng nói thật là võ sĩ thì theo mình đánh giá là ngon hơn rất nhiều. Một phần cũng có lẽ là tại nó ở server mới hơn server 62 nên có nhiều thời gian để tích lũy đồ đạc các thứ hơn. Đội hiện tại thì bao gồm 6 vị trí, trong đó võ sĩ mới nhất là Sekiremon đã có hồn vũ khí rồi. Hội còn lại mình đoán là đều đã S-Mark và thật sự là kinh khủng khiếp nếu như mà nó là S-Mark. Chúng ta có Metroid S-Mark Kensu thân môn luôn chứ không phải S-Mark đã vượt qua S-Mark rồi. Athena S-Mark, Kulabang S-Mark, thần bài S-Mark với cùng Mizuchi Sekiremon từ môn. Arc này mình check nhanh còn thậm chí còn không có Mizuchi được các bạn ạ. Việc không có Mizuchi chứng tỏ Arc đầu tư đúng hướng, đi trước đón đầu được lợi thế các bạn ạ. Bộ hồn lực 5 mà Arc đang sở hữu bao gồm các bộ hồn lực 5 mình đánh giá cũng quá ngon so với cái giá 1,3 triệu mà các bạn thấy. Anh em nào thật là nhanh tay được kim cương hơn 40k này chắc chắn là sẽ full mèo với mức vip 11. Chúng ta cùng ngó nhanh qua bộ rune các bạn nhá, một bộ rune đỏ, hai bộ rune đỏ, ba bộ rune đỏ, ba bộ rưỡi. Đấy, như vậy là chúng ta có ba bộ rưỡi bộ rune đỏ. Saiki tứ môn theo mình nhìn lên được cầm bộ rune đỏ chất lượng. Đấy, như vậy arc này đang thiên hướng về lấy rune về tấn công trước. Đấy, các bạn trong tương lai thì kiếm thêm rune thủ nhá, mới có một nửa bộ thủ thôi, còn là ba bộ full đỏ tấn công, ông này toàn đầu tư vào tấn công luôn. Đấy. Thôi chúng ta có một con Athena Superstar mạnh nhất trong team luôn với full tinh tú. Các vị trí còn lại, các thông số còn lại trong team không quá quan trọng nữa. Mình check về túi đồ cũng như là thứ hạng trong đấu trường thôi các bạn ạ. Chỉ còn đâu thôi là thật ạc mạnh lắm rồi, không còn gì để check. Tiếp tục chúng ta có thêm một vé Battle Pass Free. Cách sử dụng thì các bạn ấn vào phần Use, xong đó thì nó sẽ nhảy ra cái phần trang làm, các bạn ấn tiếp vào đây. Đấy thì các bạn để ý là vì cái arc này nói chung là ông ấy chưa cài mấy nên nó thông báo một cái gọi là gì nhỉ, là các bạn không nên mở ngay tháng này vì có khả năng cao là không đạt được cấp cao nhất. Nhưng mà giả dụ mình ấn confirm nhá thì nó ra hai cái này, một cái ở bên tay trái là pass advance ấy, là các bạn sẽ dùng tiền để nạp để chi trả cho gói này. Cái thứ hai là dùng item, tức là dùng vé. Ở đây chúng ta có 102 vé thì thừa rồi, 100 vé là đủ mở rồi, nên là có thể mở được ngay lập tức đấy. Còn các bạn nào mở không đủ vé thì nó chỉ hiển thị lên cái con đường nạp bằng tiền thôi đấy, tức là bằng visa ấy đấy, kiểu như vậy các bạn nhá. Chúng ta cùng ngó top đấu trường hoặc này, ông ấy chắc chắn không online rồi nên là nó mới rơi vào hạng 13 như thế này. Cụm server 61, 62 là một cụm server yếu hơn rất nhiều so với 55, 59 và 60. Một phần nó là server đi sau, phần thứ hai là cái tốc độ cạnh tranh nó chỉ có thế thôi. Anh em nào chơi server này chơi sẽ khá là nhàn đấy, các bạn chắc mỗi tháng chỉ làm lợi tức thì là cũng tương đối ngon nghẻ rồi, chứ không nhất thiết là phải làm cả các gói 45 đô nữa đấy, chứ đừng nói là siêu lợi tức Battle Pass nó phải đều tay đấy. Thì mỗi người sẽ có những cái tham vọng chơi khác nhau. Bạn nào tham vọng lớn thì vào những server khác, còn tham vọng nhỏ hơn thì chơi những server nhỏ hơn. Đấy, tùy theo sức của mình thôi. Rồi, trong team hiện nay đang có cặp combo Kensou và Athena rất giống của mình. Có điều thì thật sự đây là một combo bị nhà phát hành Finger Fun nép đi nhiều. Đấy, so với thời điểm ngày xưa. Thời điểm ngày xưa cặp combo này quá ngon, nhưng bây giờ vì nó không đánh được thằng Maxima, thành ra mình đang chê đó. Chứ nó mà quánh lại được Maxima thì mới thật, chưa chắc ai đã ngon bằng Kensou đâu. Trong team thì đầy đủ công thủ hỗ trợ, hồn lực làm ngon lành cành đào luôn, nên mình nói thật không ngán bất kỳ một đối tượng nào cả. Phần lực chiến chưa cao thì các bạn nâng thêm các đồ, các chỉ số thôi. Ví dụ như là đấy, tích thêm các phần rune về phòng thủ. Chip thì cứ tích thêm càng nhiều càng tốt. Hồn được 5 được rồi, tinh tú cũng thế, càng nhiều càng tốt. Rồi mặt sau rune đấy, nói chung cứ cái phần nào tăng lực chiến là tăng thôi. Rồi là đẳng cho võ sĩ mắc ping lên. Đây là Saiki đã có hồn vũ khí tứ môn rồi, khỏe lắm. Đợt tới chỉ cần lấy thêm một hồn vũ khí nữa cũng là đủ. Rồi các bạn nhìn thấy cái xu trưởng đối phương gọi là nát người luôn.
bay màu Athena. Mình xin lỗi, bom bay màu một mạng của Kulabang. Kulabang của bên đối phương còn chưa S-Mark. Quá là yếu đúng không các bạn, so với bên của bên mình. Một trận thắng gần như chắc chắn dành cho phe ta rồi. Mizuchi S-Mark mình biết cũng là một võ sĩ rất mạnh. Có điều hàng thủ của đối phương mình nói thật là kém quá. Và hơn cả là vị thế lợi thế Kulabang của bên phe ta nó là quá rõ. Với Kulabang ở trong team, bên chủ lực bên đối phương liên tục sẽ bị khống chế. Khi chủ lực bị khống chế thì bên mình sẽ rảnh tay hơn rất nhiều. Đấy. Hàng thủ bên phe ta không đồ không được ngon cho lắm nhưng mà đảm bảo vẫn sống sót bình thường. Rồi, xấp xỉ 8 triệu đam của Major và càng ngày nó sẽ càng to. Đây là Kensu. Khả năng cao là sẽ sơi được luôn Kulabang các bạn ạ. Quá thật là như vậy. Tất cả bên Voxy bên Feta dồn hết sát thương vào Kula. Ảo thật luôn. Ăn chặt rồi. Metro đối phương sẽ bị ám cho đến tận hết trận. Mizuchi đối phương cũng chưa S-Mark. Rồi, quá dễ dàng đúng không các bạn? Thôi nhá, thắng là cái chắc chắn này. Mình tưởng đối phương là S-Mark Mizuchi cơ. Toàn bộ thông tin nào mình đã check xong. Bạn nào mua thì liên hệ mình trong số điện thoại hoặc link Facebook bên dưới phần mô tả video. Đồng giá với hàng sát với nó nhất là 1,3 triệu, bao gồm mọi chi phí các bạn nhé.